Vâng, cửa hàng Thanh Xuân Trung Đỗ xin kính chào tới toàn thể tất cả các bác ạ. Thì trước mặt các bác đây là một đôi loa DK đa năng kinh với cái mã là HK10. Thì nếu các bác đã biết HK10 là một model đời cao của full 25 của hãng DK đa năng kinh của Anh, một dòng loa bắt 25 tép neo dạng mũi khế các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Thì đối với những dòng loa của DK thì mọi người đã biết rồi, nó cho ra tiếng bass phải nói là rất là hay, kể cả 25 hay là 30. Thì tiếng bass của DK nó luôn là một cái đẳng cấp mà nhiều người rất là thích. Giá thành nó cũng quá là vừa phải. Đấy, nó không quá mắc như những dòng số hàng mười mấy 20 triệu. Nhưng chất lượng nó mang lại thì nó rất là ok cho chúng ta, đặc biệt là những bác nào mà thích nghe tiếng bass thì mua DK về thì chắc là cũng phê lắm, chắc cũng rất là sướng các bác nha. 25 nghe cũng còn phê chán chứ chưa nói là 30. Những đôi loa 30 nó còn kinh khủng nữa. Và đặc biệt là nó là loa DK của Anh thì nó rất là bền, thiết kế đẹp. Đấy, bên trong nội thất đẹp và bền các bác nha. Thì đối với mã DK này thì do là đây là mã DK đời cao cho nên là nó sẽ có một lớp e căng thép phía ngoài và một cái màng lọc bụi phía trong. Cái màng lọc bụi của DK nó rất là hay, nó hay hơn tất cả những cái hãng mà NN từng làm, bởi vì không phải chê gì cả nhưng mà DK nó làm một cái màng lọc bụi nó rất là mỏng. Đấy, nó rất là mỏng và nó áp sát vào cái e căng này cho nên là cái khi vệ sinh nó rất là tiện và đặc biệt nó cũng không bị bong. Đây, kể cả 30 các bạn nhìn này. Đấy, nó không bị bong. Đấy, đấy, nó rất là mỏng đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó ngăn bụi được mà nhưng mà nó lại không bao giờ bị bong ra mà giặt rất là dễ, giặt cực kỳ dễ luôn. Nó rất là hay, thực sự DK họ làm cái chuyện đọt cái trò này thì phải nó tuyệt vời đấy. Nhiều hãng chưa làm cái kiểu này, nhiều hãng người ta vẫn đang làm bằng vải hoặc là những cái lớp mút bông dày cái này. Thực sự nó rất là dễ rách và nó cũng rất là khó vệ sinh. Đấy. Tem DK dòng những dòng DK họ thường thường họ sẽ làm những dòng tem nhỏ, không làm tem lớn đâu. Đấy, đời cũ ngày xưa họ mới làm lớn chà bá ấy, nhìn họ khoe khoang cái thương hiệu, nhưng bây giờ thì họ làm nhỏ nhắn nhìn nó cân đối với loa hơn, rất là đẹp các bác nha. Kể cả 30 cũng vậy, 30 cái tem một nhỏ thế này thôi chứ không làm lớn đâu. Về thùng vách của DK bạn em về thì rất là đẹp đấy, chưa vệ sinh nhưng mà các bác nhìn này này, góc cạnh nó còn ngon lành hết cho bác, cứng cáp lắm. Loa DK nhìn thùng vách nó rất là cứng cáp các bác nha. DK thì họ chỉ làm cái một kiểu thùng này thôi đấy, một kiểu thùng vát nhọn ở phía sau hơi lệch một chút, bởi vì là với thiết kế để mà chiêu phòng cho nên họ sẽ hơi vát để mà chúng ta check xuống một cái hướng lò xuống dưới tầm khoảng 45 độ để chúng ta chiêu phòng thì nó không bị hở không phía sau nhiều, cho nên họ thiết kế kiểu này đều có mục đích cả các bác nha. Phía sau thông tin thì chúng ta cùng xem cái bảng thông tin. Do đây là đời cao cho nên nó cái bảng thông tin đã được chuyển sang là màu vàng gold rồi, là bằng nhôm cắt CNC và mạ đồng. Nếu đây cũ hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ làm bằng màu đen. Đấy, nó sẽ sơn màu đen. Đấy, công suất của loa này nó sẽ lớn hơn bình thường những loa khác, nó là lên tới 300W cơ, một chiếc cơ. Bình thường loa full 25 chúng ta chỉ thấy tầm khoảng 200 đến 250 thôi, chứ cũng ít loa đến 300 lắm. Nhưng mà DK thì công suất nó lớn hơn, cho nên nó lên tới 300W liền. Và độ nhạy maximum của con này lên tới 125 dB. Đấy, 125 dB các bác nha. Còn thấp nhất của nó là 94 dB ở trợ kháng 8 ohm. Loa này đang còn rất là đẹp, nó là rất là đẹp luôn các bác nha. Đấy, từng cái chạm đang còn nguyên thông tin em chưa lau chùi này. Đấy, những chỗ này lau phát là nó ra này. Đấy, các bác nhìn này, lau phát nó sạch hết cái phần này, rất là đẹp. Thùng vách thì yên tâm các bác nha, rất là đẹp nha. Trước khi đi vào bên trong cái nội thất của dòng loa này, em có báo giá cho các bác luôn cho mọi người đã phải chờ lâu. Có nhiều người thì mục đích xem video cũng không phải để mà mua hàng, mục đích xem video còn để dò giá nữa. Cho nên là để các bác phải xem hết video của em cũng nhàm chán á. Thì em báo giá cho bác luôn, đôi loa DK đa năng kinh với mã là HK10 dòng tép neo. Thời điểm này là thời điểm là đang dịch bệnh cái này đó, chi phí như thế nào chắc mọi người biết rồi, khá là khó khăn để mà về hàng, cao gấp mấy lần luôn. Nhưng bên em sẽ để các bác một cái giá bằng như năm ngoái, đó là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng cho một đôi loa DK, hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nha, rất là đẹp các bác. Và bây giờ em mời các bác cùng xem nội thất bên trong, liệu 6.500.000 thì cái lô DK này nó có xứng đáng với thời điểm bây giờ không nhé. Mọi người cùng xem nội thất của nó. Đây thì các bác đã thấy rồi đúng không ạ? Đây là một con tép mũi khế của DK đa năng kinh. Thì đây là dòng tép mà đã làm bằng thương hiệu của hãng Bass lô này. Và con này đã bắt 25 nhưng vẫn được sử hiệu của tép mũi khế theo cái model của dòng full 30 của KH12. Sử dụng chung tép luôn các bác nhá. Vẫn sử dụng là dòng tép neo này. Đấy, dòng tép mũi khế rất là nổi tiếng luôn. Nó rất là nhỏ, tép neo dòng này là từ tính cao cho nên họ làm rất là bé. Đấy, của DK. Đây, chúng ta cùng xem. Với mã DK1430T. Đây là mã tép. Đấy, rất là đẹp. Wow, quá đẹp luôn các bác nhé. Nhìn rất là đẹp này. Mã số email này, chúng ta quét mã vạch này. Tép này thì nó rất là hay. Nó rất là hay các bác nhé. Tép này bền lắm. Ít thì cháy lắm.
Tép này các bác để ý cho em, người ta dùng DK35 nhưng mà có mấy khi mà tép DK bị cháy đâu mà. Nó rất là bền. Họng thì dày. Đây, còn tép thì rất là nhỏ nhưng họ làm cái họng tép rất là dày luôn. Còn về với dòng bát DK này, đương nhiên con bát này, lo này được sản xuất trước năm 2013, cho nên vẫn sử dụng là dòng từ trắng các bác nhá. Đấy, với tên DK Design England này, sản xuất theo công nghệ của Anh Quốc. Bát thì đương nhiên là DK này họ sử dụng dòng gân vàng. Đấy, dòng gân vàng giống như trên B3 đấy, B3X12i vậy á. Các bác để ý cho em thì sử dụng vẫn là dòng B3, dòng gân vàng mặt trong. Nhưng mặt ngoài thì là họ đã được quyết dầu, đấy, quyết dầu đen. Cho nên là nó sẽ chuyển sang màu đen. Đấy, mặt phía trước thì nó sẽ là màu đen, nhưng mặt sau thì nó vẫn sẽ là màu vàng. Đấy, đó là những cái hay, rất là hay các bác nha. Họ quét nhưng mà chỉ bị màu đen mỗi phần ngoài thôi, bên trong thì nó vẫn là màu đen. Màng là màng chống nước các bác nha. Màng chống nước này chưa hề có vết ngấn cái gì này. Đang còn nhẵn thín luôn. Có đẹp luôn các bác. Đấy, từ cái nón được quét dầu luôn. Quét dầu chống nước luôn. Từ rất là dày, nó châm rất là dày, nhẹn này, nhẹn là nhẹn 4 sóng. Đấy, côn 63. Màng phía trong là màng gai các bác nha. Đấy, gai này để cho âm bát nó trầm hơn. B3 thì nó nổi tiếng, rất là nổi tiếng về âm bát rồi. Cho nên là nhìn cái bát thì chúng ta cũng không cần lăn tăn, không cần phải có gọi là phải giới thiệu nhiều, bởi vì nó từ xưa nay nó nổi tiếng nhất về bát mà. Cái âm bát mà giờ chúng ta cần nổi tiếng thì đừng cần phải giới thiệu gì nhiều nữa. Với tép của DK, đặc biệt những dòng tép mà đời tép thường á thì sẽ hơi tối. Đấy, cho nên là nâng cấp lên những đời model cao thì nó sử dụng tép neo rồi, thì chúng nó đã cải thiện được khá là nhiều cái chuyện này. Và tiếng tép nó đã hay hơn rất là nhiều, cho nên hát karaoke nó không còn cái chuyện bị mệt mỏi nhiều như giống như hồi xưa. DK ngày xưa nó chỉ hay về bát thôi, tép rất là kém. Đấy, nhưng đối với những bản đời mắc tiền hơn thì họ đã sử dụng tép neo, thì đã bù lại được chuyện đó, nó không còn bị tối nữa, nó đã sáng lên hơn rất là nhiều và hát còn bay hơn rất là nhiều hơn. Và tép neo này nó độ nhẹ nó cao mà, cho nên chúng ta sử dụng là ok. Và về phân tần của DK mọi người đã biết rồi. Phân tần của DK thì họ luôn luôn đẹp luôn, chưa bao giờ làm chúng ta phải lăn tăn về cái chuyện phân tần của DK. Đấy, chỉ có lăn tăn một điều duy nhất DK nếu những bát đài thấp á, là tép nó hơi tối, bởi vì họ sử dụng nhiều cán quá, cho nên là nhiều khi chúng ta phải cắt bớt đi để cho nó giảm bớt cán lại thì nó sẽ rất là hay. Còn đối với DK mà với cái mã là HK10 dòng tép neo này á, đẳng đài cao này á, thì chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm nữa, bởi vì nó đã sử dụng tép neo, nó đã cải thiện được rất là nhiều rồi. Ok rồi, phần tem này ngày sản xuất dưới là rõ này, đã sản xuất quần này là sản xuất năm 2013 đấy, 2013 mùng 2 tháng 7 năm 2013 ghi rất là rõ. Đấy, mùng 2 tháng 7 2013. Thì nếu mà qua ngày mùng 2 tháng 7 2013 thì cái dòng này nó đã chuyển từ đen này. Đấy, từ đen thì nó không được hiếm bằng từ trắng. Từ trắng nó sẽ mắc hơn. Nên là nếu mà sau tháng 7 2013 thì bác nó sẽ là từ đen. Đấy, còn nếu trước tháng 7 2013 thì nó sẽ là từ trắng các bác nhá. Cho nên chúng ta đi mua loa để ý cái điều này là chúng ta sẽ biết ngay. Phần tần thì đang zin đét, tất cả mọi thứ là zin. Cái tem đang dán đây này. Đấy, đang nóng còn bùng lên này. Đấy, cái tụ trắng các bác nhá. Tụ trắng của DK đó, rất là nổi tiếng đấy. Rất đẹp. Cuộn cảm to. Rất đẹp các bác nhá. Đây, con tụ này là mắc tiền nhất này. Trong cái này tụ này mắc tiền nhất. Đấy, tụ vàng. Mắc tiền nhất các bác nhá. Đấy, dây nhựa thì DK họ làm rất là cẩn thận rồi, rất đẹp rồi. Đấy, cái đầu này của họ bỏ gen và họ rút lại thì chúng ta nhìn rất là tinh tế luôn, rất đẹp các bác nhá. Với giá bây giờ là 6.500.000 đồng thì thực sự em nghĩ cũng quá xứng đáng thôi, chẳng có gì cả. Với những cái gì mà DK nó mang lại chúng ta, độ bền cao, chất âm bát hay, tép bây giờ dùng tép neo sáng nữa, sử dụng ngay tép của KH10 thì thực sự với giá tiền 6.500.000 các bác bỏ ra thời điểm này, trong khi nó được bao zin bao xịn như thế này nữa, thì thực sự nó cũng chẳng cần lăn tăn, bao hay luôn các bác luôn, không có lăn tăn chuyện này nữa. Đinh bác của DK mà làm các bác không phê thì thôi, chứ kể cả 25 nó cũng còn phê chán chứ, nó là 30 các bác nha. Cho nên những bác nào đang có nhu cầu mà đồ loa mà chất lượng về âm bát như thế này thì liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta sở hữu nó về các bác nha. Dùng cho gia đình thì tuyệt vời, đẹp, sang, hay, bền. Đó là những cái tiêu chí mà DK mang lại cho chúng ta. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Những bác nào có nhu cầu liên hệ ngay bên em các bác nha. Cảm ơn các bác ạ.